tôi muốn chia sẻ với bạn về đề tài đức tin của con người. Ý nghĩa thực sự đức tin là gì? Niềm tin có nghĩa là niềm tin, sự thuyết phục chắc chắn, sự đảm bảo, niềm tin chắc chắn và sự trung thành. Niềm tin là sự tin tưởng vào những gì chúng ta hy vọng và sự đảm bảo rằng Chúa đang hoạt động. Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy điều đó, niềm tin biết rằng bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống chúng ta hay của ai khác rằng Chúa đang làm việc trong đó. Đức tin là một hành động của con người như thế nào? Giờ đây hành động của đức tin tự nó là một hành động của trí tuệ đồng ý với chân lý thiêng liêng theo mệnh lệnh của ý chí, được Chúa tác động qua ân điển. Vì vậy hành động đức tin tùy thuộc vào sự lựa chọn tự do trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Do đó hành động của đức tin có thể có giá trị. Vai trò của niềm tin đối với đời sống con người là gì? Niềm tin không chỉ là một khái niệm mà một số người giữ vững trong những thời điểm khó khăn. Đức tin là một yếu tố quan trọng đối với tất cả cuộc sống của con người trên trái đất. Niềm tin là thứ giúp chúng ta vượt qua, soi đường chúng ta trong lúc tăm tối, giúp ta tiếp thêm sức mạnh trong lúc yếu đuối. Không có niềm tin, chúng ta chẳng là gì cả. Chúa Giêsu nói gì về đức tin? Bây giờ niềm tin là sự bảo đảm cho những điều hy vọng, niềm tin cho những điều không thấy. Và không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Ngài. Vì ai đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ dựa vào sức hiểu biết của mình. Làm thế nào để bạn có được niềm tin vào Chúa? Thời gian mỗi ngày để nói chuyện với Chúa Giêsu. Thứ nhất, trong thời gian yên tĩnh, bạn có thể đọc kinh, nghiên cứu kinh thánh, cầu nguyện, viết nhật ký hoặc bất cứ điều gì khác khiến bạn cảm thấy gần gũi với Chúa Giêsu. Thứ hai, khi bạn đang yêu cầu, hãy ca ngợi Chúa Giêsu vì sự tốt lành của Ngài và Ngài cũng củng cố đức tin của bạn. Đức tin trong cuộc sống hàng ngày là gì? Theo từ điển, đức tin có hai nghĩa cơ bản. Thứ nhất là hoàn toàn tin tưởng vào con người hoặc kế hoạch, và thứ hai là niềm tin mãnh liệt vào một sức mạnh siêu nhiên hoặc những quyền năng điều khiển số phận con người. Mục đích của đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì? Mục đích đức tin là tin vào chính mình và cho phép Chúa đến trong cuộc sống của bạn và nắm quyền điều khiển, khám phá một sự thật không thể phủ nhận là điều cần thiết cho niềm tin của bạn. Sức mạnh của đức tin vào Chúa là gì? Có điều gì đó sự thật và tất cả chúng ta đều biết nó là sự thật, và đó là Chúa ban cho chúng ta quyền năng khi chúng ta lựa chọn đúng, khi chúng ta chọn sống cuộc sống của mình phù hợp với lời của Ngài, ý muốn của Ngài và đường lối của Ngài, thì chúng ta sẽ thêm sức mạnh cho cuộc sống. Đức tin con người và đức tin thần thánh là gì? Đối tượng chính thức của đức tin con người là sự chấp nhận tính đáng cậy của sự mặc khải dựa trên một quy trình lý luận không chính thức. Trong khi đối với đức tin thần thánh thì đó là sự chấp nhận trong sự thật được mặc khải là đúng qua ân điển dựa trên thẩm quyền của lời Chúa mặc khải. Bạn xây dựng niềm tin bằng cách nào? Xây dựng đức tin nơi Đức Chúa. Thứ nhất, đức tin đến bằng cách lắng nghe lời Chúa. Sự gần gũi đầu tiên của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô đến bằng cách nghe lời của Đức Chúa Trời, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Thứ hai, niềm tin đến bằng sự sám hối. Thứ ba, niềm tin đến qua giao ước. Thứ bốn, niềm tin có thể gia tăng. Thứ năm, niềm tin cũng là nguyên tắc của quyền lực. Lời cầu nguyện của đức tin là gì? Và khi con người nhận được những điều này, thì ta khuyên các ngươi rằng các ngươi hãy nhân danh Đấng Christ mà cầu xin Đức Chúa Trời. Cha đời đời, nếu những điều này không phải là sự thật, và nếu bạn cầu xin với tấm lòng chân thành, với ý định thực sự, có đức tin nơi Đấng Christ
thì Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật và điều đó cho bạn bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhớ subscribe hay đăng ký trên kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.